Hello mọi người, hôm nay chủ nhật cuối tuần, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ ha. Thì cái video này thì với tất cả hình như hơn 100 tờ. Hơn 100 tờ nha mọi người. Đây. Rất là nhiều loại. Loại này thì mình đã soạn ra được một ít như thế này rồi, thì mình còn một sắp này thì mình làm biếng quá mọi người. Nói chung là quá nhiều. Thì mình sẽ không soạn nữa ha. Video này thì mình chỉ quay bán những cái loại này, anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ qua mình ha. Giá 10.000 một tờ nè. Anh em nào muốn mua bao nhiêu tờ? 10.000 tờ ha. Như trong đây còn có một số ít loại thôi ha. Đó. Đa số là hàng cũ chứ có rách ít nha mọi người. Có rách luôn á, có rách rất nhiều luôn. Thì mình đã soạn ra một ít như thế này, mình sẽ bán cho mọi người. Nói chung là có những loại mình lấy giá cao nhưng mà mình sẽ xả bỏ luôn, vì những cái loại rách á mình sẽ mốt mình sẽ gom rất là nhiều luôn, còn nhiều lắm mọi người, còn mấy trăm tờ luôn á, mà mình gom được một trăm mấy chục tờ này thôi. Thì mình sẽ soạn ra một số ít nữa, tại một thùng của mình có tới mấy ngàn tờ lận, một thùng mấy ngàn tờ lận nha mọi người. Đây mình sẽ quay qua cho mọi người xem nè. Đó, một thùng tiền của mình là mấy ngàn tờ. Cái thùng lớn này, riêng cái thùng lớn này rất là nhiều nha mọi người. Một thùng này hình như tới mấy ngàn tờ á. Thì cái video này mình soạn ra được một ít thôi mọi người, tại vì nhiều quá mình không có soạn được hết đâu. Lâu lâu mình soạn ra được một mớ rách đó. Mà tới giờ hiện tại là rất là nhiều rồi. Thì mình soạn ra anh em nào mua được hay không thì mình cũng hên xui ha. Nói chung là mình lâu lâu mình mới soạn mấy cái hàng rẻ rách này thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tờ. Đây. 10 tờ 100.000, đây là mã đầu tiên. Mình sẽ quay ha. 1 2 3 4 5. Đó. Mọi người cứ coi chất lượng ha. Nói chung là có rách, có cũ. Đa số là cũ hết ha. Không có mới đâu mọi người. 10 tờ 100 ngàn thì mình xả luôn. Mình không... Nói chung mai mốt loại này mình cũng... Mình lấy loại mới mình bán thôi. Nói chung loại tầm 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 vừa vừa. Còn những loại này có rách á. Nói chung là có rách mà rách ít. Có một số loại rách cũng nhiều lắm mọi người. Nhưng mà cái giá của nó thì cũng cao ha. Rồi đến bộ tiếp theo. Đó là một bộ 1980 nha mọi người. 100 đồng. Vịnh Hạ Long 10 đồng. 2 đồng 1980. 50 đồng 1976. Đó. 1 đồng 1976 và 5 hào 1976. Đó, 6 tờ. Cái này thì có một bộ 1980 và 1976, cái này có 6 tờ thôi mọi người. Sau tờ này 100 ngàn, anh em nào lấy thì liên hệ với mình. Mã 2. Mình quay từng mã ha. Rồi, mã 3 mình quay một bộ 1980. Bộ này thì 200 lận. Tờ này lúc trước mình mua nè. Mua cũng mát lắm mọi người, 450 á. Mà bây giờ bán nhiều đâu, không có được bao nhiêu luôn. Nói chung là rách quá mình cũng không không có ráp bộ được. Đó. Đây là một bộ cũ nha mọi người xem video ha. Xem video cho kỹ rồi hạ chốt ha. Nói chung mình cũng không không có mong muốn để hoàng về đâu. Rách cũ và lủng. Đó. Cái video mình quay làm sao thì mình sẽ bán như vậy luôn nha mọi người. Mình không có trà trộn tào lao đâu. 10 đồng ha. Loại này thì không có 5 hào nha mọi người. 5 hào 1985 ha. Loại này không có. Bộ này 200 nè. 10 tờ. Một bộ của nó là 11 tờ. Thì mình gắp cái này chỉ có được 10 tờ thôi. 1985 200. Rồi bộ thú. Bộ thú 5 tờ nha mọi người. 5 tờ. Đây, bộ thú 5 tờ nè. Hôm bữa mình cũng hình như có quay một cái bộ thú rồi, mình bán có nhiêu đâu mọi người.
thú này anh em nào lấy mình để cho 100 luôn ha, 100.000 bộ thú ha, coi như có 20.000 một tờ thôi đó. Tờ này thường thường mình bán nhiêu, 40-50 luôn với mọi người, mà thôi những cái loại này nói chung là có rách mình cũng xả bỏ luôn, không bán rách nữa ha. Đó bộ thú ha, bộ thú 100.000 nha mọi người. Những anh em mà xem mà mua không kịp á, thì có thể nhắn tin qua mình ha, khi nào mình có mình sẽ soạn. Còn anh em nào kêu mình chụp hình thì mình nói chung là lâu lâu mình soạn mình quay video luôn á, anh em kêu chụp hình loại nào mình cũng làm biếng soạn lắm, tại một ngày biết bao nhiêu khách gọi luôn á, gọi đặt hàng cũng nhiều lắm mọi người, nhiều lúc mình đi làm mà mình rối luôn, mình rối luôn á, kêu chụp hình mà mình rối ha. Nè cái này hình như là 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 500 đồng, 500 đồng lần đấu và 500 đồng trận đạo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tờ. Mình sẽ quay từng tờ cho mọi người xem ha. Loại này thì 10 tờ nè, đó. Trận đạo nè. Lần đấu nè, đó, củ rách ha. Bóng rồng đàng hoàng nha mọi người, có bảo an ha. Đó. Tờ này hồi đó lúc trước mình mua hình như tới 60 luôn á. Mà bây giờ mình cũng bán rẻ luôn. Mình không, nói chung là lời cũ mọi người cũng ít lắm. Hồi đó mình bỏ vô album mình bán đó mọi người. Cho nên nó sẽ như vậy thôi. Đó. Rất là cũ nha mọi người. Đó, anh em ở nhà cuối tuần thì cứ lên Tony Tài Vlog coi cho vui ha. Nói chung là giá cũng rẻ chứ không có mắc đâu, mình bán giá sát luôn đó mọi người. Tờ này thấy còn rất ok ha, 1 đồng cũng vậy nè. Đó, 8876, mình không có bán mua bán số đẹp nha mọi người, nên mọi người đừng có nhầm tưởng mình mua số đẹp ha, số mà cực đẹp luôn mình mới mua, còn cái số xấu quá mình cũng không mua được. 10 tờ này thì gì? 10 tờ này mình bán tới 200 lần nha mọi người. Đè, 200.000 á. Đó, 10 tờ. Anh em nào lấy thì liên hệ với mình ha. Nói chung là những tờ này nè, thường thường mình bán 30, 40. Còn cái loại đẹp thì 6, 60, 70 hết rồi nha mọi người. Nói chung là tùy theo chất lượng thôi. Có loại 80 luôn không chừng. Nhiều lúc mình lấy cao thì mình bán cao, lấy rẻ thì mình bán rẻ. Đó. 10 tờ 200, 20.000 tờ. Lần này 20 anh em nói mình mua mà bán lời quá thì anh em lấy về bán thử cho biết ha. Cái đó là 10 tờ nha mọi người. Nãy quên mã luôn rồi. Anh em nào mua thì cứ chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp mình ha. Rồi, thôi mình nói đại luôn ha. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tờ này 100 ngàn. Hồi nãy hình như mã mấy rồi mọi người. Cái này mã 5 đi. Nói chung là mình quên rồi. Quên rồi, thì mình nói mã 5 ha. Loại này nè, 10 tờ 100 ngàn. Thôi quay từng tờ cho mọi người xem đi. Nhiều lúc mọi người mất công hù gửi cái bộ cũ mềm thì góp bộ số 5 nha mọi người. Đây, bộ số 5. Con 100.000 có 10.000 tờ mà mọi người. Còn hô tèo quán mắt nữa là thua luôn á. Nói chung là có rách, có lành, có xấu, có đẹp. Đó. Có rách, có lành, có xấu mới có đẹp mọi người. Cuối tuần ở nhà coi Tony Tèo Vlog, ngồi nhịp dỗ uống phê cũng được mọi người. Đó là mã 5 nha. Rồi mã 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tờ. Đó. 10 tờ này 100 ngàn nè. Sát sàn luôn rồi nha mọi người. Mã 6 nha. Mọi người nhớ lưu ý ha. Mã 6. Hoặc chụp màn hình lại nhiều lúc mình để chung mình không nhớ luôn á. Có rách, có cũ, có xấu. Đó. Nhịp giò coi Tony Tèo Vlog quay tiền
giá rẻ cho mọi người mua ha. Tờ voi này nói chung là mình đã thấy rồi, còn rất là đẹp luôn. 668 series ha. Đó. Tại nó bị rách. Bị rách, nó bị tưa nè mọi người. Nhưng mà nó còn rất là đẹp luôn. Đó, hàng mua trong dân á, mọi người nói mua lời lắm. Mua lời. Nè, tờ này cũng trong dân luôn nè. Nè, cái này thì mua lái nha mọi người. Nè, mua lái. Mình mua cũng 10.000, chứ mình bán lại cũng 10.000. Loại này đợt hình như mình mua tới 15, 20 gì đó. Hình như 20. Nhưng mà bây giờ mình bán bỏ luôn. Đó, hai tờ này nói chung là có rách. Đó, 10 tờ. Mã 6 là có tờ Đông Dương ha. Rồi đến mã 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 100.000 10 tờ. Trận đạo rất là ok. Bị tét góc. 500 đồng 1972. Bị rách. Rách. Cái này là do nó cục thung á mọi người, nó cột vui một bó á, cho nên nó bị dính thung ha. Thung nó chảy nè, đó, nó dính thôi. Mã này mã 7 nè. Còn mấy tờ cũng mình thấy cũng ok lắm đó, mọi người. Chút cái bộ hôn 10.000 một tờ mà mọi người chê mắc nữa thì mình cũng chịu. Còn anh em nào mua hết thì mình sẽ khuyến mãi luôn. Anh em nào solo hết thì mình sẽ khuyến mãi luôn ha. Khuyến mãi mình kiếm một phần nào đó mình khuyến mãi thêm. Đó. Cuối tuần nhà buồn buồn thì cứ lên Tony Tài Vlog anh em coi ha. Đây là mã 5 6 7 8 nè. Rồi đến mã 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tờ này là 10 tờ lành lặn nha mọi người. Nói chung là có một tờ tét và hai tờ tét ở trong đây, nhưng mà 10 tờ này mình bán tới 200 lần. Đây là mã cuối cùng, là cái video này mình quay mã cuối cùng là cái mã này ha. 20.000 một tờ, 10 tờ 200. Thì những cái video trước á thì mình không nói ha. Đây, video này mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem từng tờ luôn. Anh em cứ suy nghĩ mà không, cứ suy nghĩ mà khi chốt điện thoại qua giúp mình. Đó, gửi Zalo chụp hình cũng được. Họ nói anh ơi em đặt cái mã cuối. Hoặc điện thoại trực tiếp cũng được mọi người. Thì cái số điện thoại của mình đây. Lúc nào mình cũng để ở trên đó. 039 343 3343 đó, Tèo. Zalo là Tony Tèo nha mọi người. Nói chung là Facebook Facebook cũng Tony Tèo. YouTube cũng Tony Tèo. Đó. Đây là 10 đồng 1980 nè. Và đây là 100 đồng 1991. Tờ này bên mình đang bán là 25.000 một tờ. Tờ cũ như thế này thôi nha mọi người. Mới thì 35.000 rồi. Đó. Loại này mình bán là 30.000 một tờ rồi. Loại này nè cũng 30.000 một tờ. Nói chung là tùy theo tờ nữa. Có một số tờ thì mình bán hình như tới 40-50 luôn. Mà tờ này nó hơi cũ nha mọi người. Cũ thôi. Mình cái bộ này thì mình bán 200, nói chung là giá mình không có lời luôn á. Còn anh em nào kêu mình bao ship nữa mình cũng chịu. Ship thì thường là mình lúc nào mình cũng tính là 30.000 tiền ship. Do bưu điện nó thu thì mình không có thu ở trong đây ha. Nhiều anh em không biết á thì cứ hô cứ ship cao dữ vậy anh, 30.000. Nhiều lúc mình ship tới ba mấy 40.000. Có một số đơn mình ship hình như tới 60.000. Một số đơn nặng nha mọi người. Nói chung là bưu điện nó căng theo ký chứ không phải là mọi người mua càng nhiều á tiền ship nó càng cao, tiền thu hộ nữa. Đây là mã cuối cùng. Đó, 200.000. Mã cuối nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp mình ha. Còn anh em nào muốn mua thêm á, mình còn đây một số hình như chắc vài chục tờ thôi, không tới 100 tờ đâu.
Đây nãy mình xé ra cũng một số bộ rồi. Đây, một sấp này thì 10.000 một tờ nè. Anh em nào mua thì nhắn qua lô Zalo giúp mình ha. Đó, mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Nói chung là đó, đúng như ở trong video luôn, không có khác cái gì hết. Cái sấp này thì mình sẽ để riêng, còn anh em nào muốn mua hết hết luôn cũng được nữa. Đây, cái này thì mình mới quay với hàng này, anh em nào muốn mua hết vô đây thì như là 10.000 một tờ, nếu mà muốn mua hết ha. Nói chung là 10.000 một tờ nha mọi người lưu ý giúp mình ha. Mua hết thì mình bán 10.000 một tờ, thì mình đếm thôi, rách cũ nát gì hết mình bán 10.000. Nói chung là có trong đây thì mình bán hết nè. Đó, còn anh em mua theo bộ như cái video á thì cứ nhắn tin với mình, còn anh em nào đặt trước á thì mình bán trước, anh em là đặt sau thì hết thì mình cũng phải chịu thôi. Rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, xin chào tạm biệt.